chào mọi người và chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Thì hôm nay video lần này là Thiên Vũ sẽ chia sẻ cũng như là giới thiệu cho mọi người top 5 đầu karaoke bá đạo nhất hiện nay mà có lẽ là không phải ai cũng biết. Thì trong đó có những phiên bản cũ và có những phiên bản rồ mới. Thì hôm nay Thiên Vũ sẽ tổng kết 5 cái đầu mà karaoke Thiên Vũ đang bán chạy nhất ở thị trường hiện nay, mà Thiên Vũ không bán những đầu karaoke khác ngoài 5 cái đầu này. Mọi người lưu ý ha, Thiên Vũ chỉ bán đúng 5 đầu này thôi, còn tất cả những hãng còn lại Thiên Vũ không có kinh doanh. Thứ nhất là em huyền thoại này mọi người cũng đã biết rồi, khá là lâu, đã bán cách đây được 2 năm rồi. Thiên Vũ đã bán thì mọi người biết Thiên Vũ về cái đầu karaoke này rất là nhiều. Đó là Himedia Q10 Pro. Đầu kế bên đó nữa là một sản phẩm mới ra đây, cũng phải được tầm 4 tháng hơn. Thì nó là đầu Zido Z10. Con này thì cũng nhỏ gọn phân khúc nhưng mà giá thì lại cao hơn cái đầu Q10 Pro này. Kế đến nữa chính là đầu Airred A10 phiên bản Series 2. Phiên bản Series 2 này nó khác với phiên bản mà video clip mà năm trước Thiên Vũ đã chia sẻ với người, đó là phiên bản 1. Nó có 2 anten. Ở phiên bản 2 này thì nó đã bỏ đi anten rất là nhiều. Nó đã bỏ anten và không sử dụng anten nữa. Rồi Kế đến là tiếp tục chính là Zido Z1000. Và đây là một sản phẩm mới nhất hiện tại mà Thiên Vũ chưa review. Và một cái nữa đó chính là Zido X20 Pro. Đây là ông chùm, đây là số 1. Đây là Thiên Vũ đang chia là số 1 nè, đến top nè, top 5 nè. Mình sẽ đếm từ dưới đến lên nha. Top 1 nè, top 2, 3, 4 và 5. Đây là bảng xếp hạng 5 đầu karaoke khủng nhất, cũng như là mức giá được tăng cao lên dần dần. Thì ở đây là cao nhất. Hiện tại cái con này được bán với mức giá là 18 triệu 900. Và sản phẩm Airred Z1000 thì được bán với giá là 11 triệu 900. Còn Airred A10 là 10 triệu 990 nghìn. Còn Z10 là 10 triệu 490. Và Q10 Pro phiên bản thấp nhất và vẫn hoạt động và được bán vẫn rất là nhiều hiện nay, đó chính là phiên bản được người tiêu dùng bình dân chọn nhiều nhất, đó chính là giá chỉ có 8 triệu 1 thôi. Tất cả những phiên bản này là đều những phiên bản đã được tích hợp ổ cứng 4TB sẵn chính hãng của Western hoặc Seagate. Hàng chính hãng nha mọi người, được bảo hành chính sách 2 năm luôn từ ổ cứng và cũng như là đầu karaoke nha mọi người ha. Thì bây giờ Thiên Vũ sẽ nói sơ sơ về từng món cho mọi người, chia sẻ mọi người thật ha. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ giới thiệu về cái con Q10 Pro. Thì nó đã review quá nhiều rồi, mọi người cũng đã biết. Thì tất cả các dòng đầu này tính năng nó đều sử dụng giống nhau hết cả. Nó sử dụng trên nền tảng Android, mà những cái đầu này nó mắc hơn và nó chênh lệch với nhau là về, thứ nhất là về cấu hình, thứ hai nữa là về cái giá trị, thứ ba nữa là về chất âm và hình ảnh. Cấu hình nó càng cao thì giá nó cũng sẽ thành cao, mà những cái cấu hình cao nó sẽ mang lại cho chúng ta là khả năng là xem hình ảnh thực tế nhất, đẹp nhất, âm thanh nó sẽ hay và mượt hơn. Đó, với những cấu hình như vậy thì các bạn sẽ sở hữu một cái đầu, đây đầu karaoke thông minh. Nó vừa xem phim, nó vừa karaoke, nó vừa nghe nhạc lossless, vừa xem được phim 4K, phim 3D, rất là nhiều, lướt web nè, rồi xem camera nè. Chúng ta dùng một cái đầu karaoke mà tích hợp cho chúng ta rất là nhiều tính năng khác thông minh, và hầu như chúng ta chọn bài thì đầu. Thì hôm nay Thiên Vũ giới thiệu tổng kết là 5 cái. Thì bây giờ Thiên Vũ sẽ quay sơ sơ cho mọi người xung quanh sự khác biệt với nhau, cái ngõ kết nối ha. Rồi đây mọi người đi lên quay với sao cho mọi người cùng xem. Rồi thì mọi người có thể thấy thì ở đây là Thiên Vũ đang quay cho mọi người. Đây là con Q10 Pro đó, còn đây là Zido Z10. Ok, còn ở đây là Airred A10. Thì mọi người thấy những phiên bản này có khác nhau bởi gì hay không? Thì ở đây là ông chùm, đây là to nhất. Thì ông chùm này được gọi đánh giá là ông khủng nhất, và nó chùm, nó mức giá là 18 triệu 900. Và vì tại sao nó lại mức giá như vậy thì bản thân cái đầu karaoke này nó cũng đã tích hợp được cái con giải mã âm thanh DC, và Thiên Vũ sẽ mở cho mọi người trải nghiệm. Rồi mọi người coi cái ngõ kết nối của con này. Thì mọi người có thể thấy Thiên Vũ sẽ quay cận cảnh, quay chậm chậm cho mọi người cùng xem nha. Thì ở phía đây là chính là cái ngõ USB. Đây là một cái đầu mà nó có hỗ trợ được cái ngõ USB Type-C. Đây là một ngõ ăn chơi có thể nói là mới nhất hiện tại, những cái đầu cao cấp mới có những ngõ USB Type-C này. Sau đó là ngõ USB chuẩn 3.0 tốc độ truyền tải đó, ngõ LAN,
Đặc biệt cái ở đây nó đặc biệt nó hay một chỗ là ví dụ như là nó sẽ có hỗ trợ luôn cả HDMI out luôn nè. Cái này là chúng ta sẽ xuất ra màn hình TV, đó là hình ảnh nó độ phân giải nó đạt lên là 4K 60 giây trên khung hình. Đó, rất là khủng ha mọi người ha. Và chuẩn HDMI của nó chuẩn HDMI 2.0 luôn. Và ở đây là một HDMI out audio only, thì ở đây là bản thân các bạn những cái đầu xem phim á, các bạn phải có những cái bộ giải mã các bạn phải đọc ra, nhưng mà bản thân cái này nó đã xuất cho chúng ta bằng cái họ HDMI. Thay vì chúng ta xem phim bằng optical thì những cái đầu mà nó nhận được cái âm ly mà có HDMI thì chúng ta sẽ xuất trực tiếp từ cái đầu này bằng HDMI đi ra cái ngõ HDMI của âm thanh để xem những bộ phim 5.1, 7.1 cực đỉnh, cực đã. Còn đây là một lỗ USB reset. Thiên Vũ đang giới thiệu cho mọi người đây là dòng Zido X20 Pro phiên bản nhập quốc tế đàng hoàng ha mọi người ha, Made in China mọi người ha, sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Kế đến đó chính là ngõ nhận, đây là rất quan trọng, đây là HDMI in. HDMI in này đây đây là một phiên bản nâng cấp sắp tới là trong năm nay, là nó sẽ là một phiên bản đầu karaoke thu âm và ghi hình trực tiếp từ đầu ra luôn ha mọi người ha, rất hay, mong mọi người sẽ chờ tính năng này thì mình sẽ làm review sau. Rồi nó có những ngõ kết nối như RS nè, rồi ngõ optical nè, ngõ coaxial, những cái ngõ mà những đồ khủng không à, ngõ ngõ quang khủng á nè, coaxial nè, tất cả đều được mã 24K hết để bán dẫn tín hiệu rất là tốt. Đây là một đầu karaoke mà nó có hỗ trợ ngõ Canon luôn mọi người. Đó. Có hỗ trợ ngõ hai ngõ Canon luôn, mới ghê luôn á, tức là thay vì left right này chúng ta phải cắm Canon này vô vang số mixer luôn. Chuẩn luôn. Quá đỉnh, nhìn nó quá bự và rất là hầm hố. Đó. Rất là nhiều ngõ ăn chơi. Quá khủng, so với mức giá 18 triệu thì quá đã. Hỗ trợ và sản phẩm này dù Thiên Vũ chưa review mà Thiên Vũ đã rất là nhiều khách hàng đã rước về nhà và đã trải nghiệm và đánh giá rất là cao, thì Thiên Vũ sẽ đăng những cái clip mà khách hàng đã trải nghiệm thực tế cho mọi người xem sau ha. Hôm nay Thiên Vũ sẽ tổng hợp lại những sản phẩm mà Thiên Vũ đang bán. Rồi kế đến đó chính là đầu Zido Z1000, đây là một đầu ở phân khúc giá là tầm trung. Nói là trung thì nó không phải trung nữa, nó là phân khúc cao cấp, cái này là gọi là quá cao cấp rồi. Còn này là một phân khúc cao cấp khác cũng vừa túi tiền, thì RS A10 Series 2 và Zido Z1000. Đây để Thiên Vũ quay phía trước cho mọi người cùng xem. Đó, đây. Đây là hai bạn này, thì đây là RS A10 Series 2 và còn đây là Zido Z1000. Thì thiết kế thì các theo bạn thì ở đây có Zido Z1000 thì nó có một cái kiểu thiết kế thì nó dày dặn hơn. Ở đây có một lớp kính. Và tất cả dòng này ở đây nó có một công tắc nguồn. Còn RS A12 thì nó phải dùng remote để chúng ta mở nguồn. Còn dòng này chúng ta thể nhấn bằng nút, nó cũng tiện lợi hơn, nó cải tiến nhiều hơn. Nhưng mà tất cả thì đều lấy ổ cứng ở phía ngoài. Ở đây chúng ta thể lấy cái tay chúng ta lẩy nó ra. Đó, mọi người thấy. Chúng ta lẩy ổ cứng ra. Đó. Đó là RS A10 Series 2. Rồi bây giờ Thiên Vũ sẽ đóng lại và mở thử cái bên đây. Đây Z10, Z1000 xin lỗi mọi người, Z1000. Đó, chúng ta lấy ổ cứng. Là lấy ổ cứng ra. Và tất cả các đầu này đều hỗ trợ một khay ổ cứng vậy, hỗ trợ tối đa lên đến 8 TB nha mọi người. Như đặc biệt đối với Zido Z2 Zido X20 Pro á thì nó sở hữu được hai khay ổ cứng lận, quá khủng khiếp. Quá cũng nhìn nó quá khủng khiếp mọi người ha. Tính là một ra nó đọc tới mười mấy TB, một ổ xem phim nghe nhạc roulette, một ổ karaoke, quá chuẩn luôn, quá đỉnh. Và đây là hai phiên bản tầm trung, chính là Win Pro và Zido Z10, thì tất cả những dòng đầu này đều sử dụng tính năng giống nhau. Chỉ khác là về chất lượng âm thanh, giá thành nó cao là nó khác về thứ nhất là chất lượng âm thanh, thứ hai là thương hiệu, thứ ba là về hình ảnh, thứ bốn là về cấu hình. Đó là những cái tại sao mà giá trị nó lại có từ từ đây là từ thấp nè xuống cao nè. Đó, mọi người thấy nó rất là khủng. Nó rất là nhiều tính năng, thì những cái tính năng này mọi người có thể trải nghiệm được vừa xem phim vừa kara như Thiên Vũ đã giới thiệu, thì giờ Thiên Vũ sẽ làm một cái clip cụ thể về những cái tính năng như xem phim cho mọi người cùng xem và tham khảo ha. Rồi cái karaoke thì dạo này nó có rất nhiều tính năng mới, thì Thiên Vũ sẽ cho mọi người trải nghiệm cùng đại diện một đầu sử dụng tính năng karaoke, tại vì Thiên Vũ áp dụng cái này cho dùng để xem phim và karaoke. Nó là một đầu sử dụng giải trí thông minh, đa tính năng.
làm được rất là nhiều việc. Hầu như các bạn sở hữu cái đầu này rồi, chúng ta không cần những thiết bị nào khác ngoài dàn âm thanh cả. Chúng ta có cái đầu này nó làm được tất cả các việc cho mọi người luôn, vừa xem phim, vừa karaoke, vừa nghe nhạc, vừa lướt web, vừa online, rất là nhiều. Để mà quảng cáo cái ảo hay không thì mời mọi người cùng Thiên Vũ trải nghiệm thử, hoặc chúng ta có thể xem ở phía dưới comment. Ở dưới comment Thiên Vũ để lại những link mà Thiên Vũ đã giới thiệu những tính năng này, và đó là những tính năng cũ và bây giờ nó sẽ có những tính năng mới hơn, hay hơn. Mời mọi người. Thì sau khi mà Thiên Vũ đã bắt đầu quay cho mọi người ha, thì bây giờ Thiên Vũ sẽ mở cái ứng dụng mà chọn bài. Khi mà chúng ta hiện lên mua sản phẩm bên Thiên Vũ, khi mà thấy cái logo này á, ứng dụng chạy lên á, thì bắt đầu mọi người mở trên iPad thành link mà iPad. Rồi Thiên Vũ sẽ mở cho mọi người ha. Ánh sáng nó hơi chói, mọi người thông cảm nha, nhưng để Thiên Vũ cố gắng làm cho nó rõ hơn. Rồi, ok. Đây coi, mở mật khẩu này. Ok. Rồi khi nào mọi người thấy không, đây là ứng dụng mà Smart Karaoke Remote này đó, thì Thiên Vũ sẽ chọn vào thì nó sẽ hiện ra được cái danh sách, nó sẽ load. Bây giờ Thiên Vũ xóa bỏ đi chứ để nó coi tốc độ nó load như thế nào, nhanh hay không. Rồi Thiên Vũ bấm vô, không, nó load rất là nhanh nha mọi người ha. Thì cái ứng dụng chọn bài năm nay nó có những cải tiến, ví dụ như nó sẽ có là tính năng như là karaoke nè, rồi chúng ta vừa hát nhạc trong ổ cứng, đây là nhạc trong ổ cứng, rồi chúng ta có nhạc trong YouTube nè, rồi chúng ta có nhạc ADM, những cái dòng nhạc non-stop rồi của SoundCloud, nhạc chất lượng cao nè, rồi sau đó là nhạc non-stop chất lượng cao ở trên Mixcloud nữa. Mixcloud thì nó lần đầu nó sẽ load chậm, nhưng lần sau các bạn bấm vô là nó có liền luôn đó. Xong sau khi nó đã có data này rồi, mọi người chỉ cần bấm là qua nè, đó thấy chưa, rất là nhanh. Mình quảng cáo là sẽ không phải để cho mọi người ảo, quảng cáo là phải thực tế như thế này cho mọi người xem tốc độ và coi như cái độ mượt nó như thế nào. Mọi người đơn giản đây, mọi người nhìn đi là mọi người sẽ đánh giá được cái Thiên Vũ quảng cáo như thế nào ha. Rồi ok, thì bây giờ để nói thêm về vài tính năng cho mọi người cùng trải nghiệm. Thì đặc biệt là năm nay thì Smart Karaoke họ thông minh hơn. Ví dụ như các bạn search một một cái bài hát nào á mà ở trên trên cái ổ cứng này mà không có, với bài nào không có ta, nhạc nước ngoài bài nào không có, thì khi mà chúng ta search cái ổ cứng không có thì cái phần mềm này nó sẽ biết là nó sẽ đưa trong ổ cứng không có, nó sẽ bỏ những bài hát ổ cứng đi và nó sẽ đưa những bài hát trên YouTube, nó sẽ đưa cho mọi người để hiển thị cho mọi người lựa chọn đó, nó hiện chữ YouTube. Còn với vấn đề khi mà các bạn chọn bài trên YouTube á, thì đặc biệt đó, nó lại hay thông minh ở cái chỗ là khi mà chúng ta search cái bài nè, ví dụ như bài sân ga chiều đây, bài sân ga đi, cái gì bài đúng không ta, tàu sân ga, tàu sân ga, Thiên Vũ làm thực tế cho mọi người ha, để mọi người dễ hình dung. Đó, khi mà chúng ta tàu, các bạn search mà chữ bài tàu sân ga, thì khi mà một số bài á, là mọi người biết là khi mà nó sẽ ưu tiên, nó dành cho những bản mà chất lượng, karaoke chất lượng, thì nó sẽ ưu tiên nằm ở trên. Đó, mọi người thấy ở đây là nhạc trong ổ cứng nè, nó rất là nhiều dạng. Mọi người có thể thấy là nó có thể ưu tiên dành cho những bài nào trong ổ cứng, nó sẽ ưu tiên trước, sau đó là những bản trên YouTube. Vì mọi người cũng biết là ở trên ổ cứng nhạc nó chất lượng hơn trên nhạc YouTube nhiều, nên cái nhà thiết kế phần mềm họ cũng thiết kế ra cũng rất là hay. Rồi bây giờ một tính năng nữa là mọi người nghĩ cái đầu này có karaoke online được hay không, thì Thiên Vũ chia sẻ là cái đầu này các bạn sẽ, khi chúng ta sử dụng cái đầu này á, mọi người sẽ không có bị gọi là tình trạng là, thứ nhất là thiếu bài, hầu như là bài mới là nó sẽ tự động cập nhật mà chúng ta không cần thao tác, là nhạc mới nó cứ chạy vào ổ cứng thôi đó. Một cái hay nữa là để giải quyết bài toán là hạn chế ổ cứng full đầy, thì những cái bài hát mà mới á, khi mà chúng ta chọn một bài nào đó đó là cái ổ cứng, khi mà chúng ta hát bài đó thì ổ cứng nó là bài đó mới được đao từ trên hệ thống đám mây đao về ổ cứng đó, chứ không phải mọi người đao sẵn, nên mà khi mà mọi người search nó vẫn hiện nhưng mà nó không có nằm trong ổ cứng. Khi nào chúng ta hát một lần thì nó sẽ tự động nó download về ổ cứng đó. Đó một cái tính năng nó cũng rất là hay. Thậm chí ở đây khi mà cái đầu này nó một tính năng đó là trên YouTube, ở trên YouTube mọi người chờ em xíu, em nhờ bạn cầm cái. Rồi rồi ok ha. Bấm zoom cho nó nét, lấy nét lại từ từ kỹ lại. Rồi ok, thì đối với mà tính năng trên YouTube á, thì để tránh những trường hợp mà mọi người hát mà không có internet, mà những bài mà ta thích á, ở trong phần trong cài đặt phần mềm mà Thiên Vũ làm cho mọi người cũng có tính năng là khi mọi người thích một bài hát nào ở trong ổ cứng không có, mà trên YouTube ví dụ như thể loại nhạc sống hoặc là tân cổ hay cải lương ổ cứng nó không có, thì khi mà chúng ta hát lần đầu thì cái bài hát YouTube mà mọi người vừa hát nó sẽ tự động nó chạy về ổ cứng luôn. Nên lần sau chúng ta không cần internet, chúng ta vẫn hát được cái bài mà chúng ta vừa hát. Tức là nó hiểu và nó thông minh
nó hiểu được vấn đề là khách hàng đang dùng, họ chỉ thích hát những thể loại bài này hoặc là thích những bài này, nó mới đào về ổ cứng thôi. Nó có cách như vậy tại vì mỗi vùng miền, mỗi khách hàng, mỗi khu vực khác nhau, chúng ta có mỗi cái sở trường cũng như là mỗi cái gu âm nhạc khác nhau, nên có thể là nếu mà đào cái nào cũng đào về thì nó sẽ bị chật ổ cứng đi và nó sẽ bị nghẽn, là chúng ta phải thay ổ cứng mới. Còn phần mềm này nó lại rất là hay cái chỗ là mọi người cứ ca những bài mình thích, thì những bài nào chúng ta ca thì nó sẽ đau ở cứng, còn những bài nào chúng ta không bao giờ ca hoặc là chưa bao giờ sạc tới thì nó sẽ không đau rồi. Ồ, đây là một cái tính năng, đây là một cái giải pháp gọi là hướng đến người tiêu dùng, tính toán cho người tiêu dùng dùm để tránh trường hợp là phải nâng cấp ổ cứng thì nó lại tốn tiền đem ra nó sẽ bị tốn tiền phát sinh mua ổ cứng cao, dung lượng cao. Đó, mà nhạc trong ổ cứng ở này tất cả đa phần là nhạc chất lượng rất là cao, hình ảnh rất là đẹp. Đó, mọi người thấy khả năng của Thiên Vũ trải nghiệm nè. Đó, mọi người thấy đi, mọi người tự đánh giá ha. Thiên Vũ không quảng cáo mà Thiên Vũ quét nè, có tốc độ nó chạy nè, quá khủng khiếp đúng không mọi người, xử lý nó quá khủng khiếp. Rồi bây giờ Thiên Vũ thử chọn một bài, những tính năng ví dụ như giờ Thiên Vũ thích hát một cái bài ở trong ổ cứng nè, chọn nè. Đó, rồi Thiên Vũ tắt nhạc, tạm thời tắt nhạc nha để giới thiệu cho mọi người nghe rõ. Rồi Thiên Vũ chọn bài nè, có Barry by Night có đầy đủ hết. Đó, chọn nè. Ví dụ Thiên Vũ chọn đi, đó, chọn hết nè. Đó, chọn đi nè. Thì tất cả những bài danh mục mà Thiên Vũ chọn á thì nó lại nằm ở đây. Rồi được rồi. Đó thì mọi người thấy không? Nó danh sách là Thiên Vũ chọn. Bây giờ Thiên Vũ đây là nhạc ổ cứng đúng không? Bây giờ cái bài Thiên Vũ quen hát một cái bài mà tông YouTube đi, nhạc sống đi, về Thiên Vũ bài nhạc sống nè, karaoke nhạc sống nè. Đó, Thiên Vũ vẫn chọn luôn, mọi người thấy không? Vừa chọn đi, rồi karaoke cho YouTube đi. Đó là hát online. Thì bây giờ bấm ở đây thì mọi người sẽ thấy danh sách, đây là nhạc mà Thiên Vũ đã chọn. Đây là nhạc trên YouTube. Đó đúng không? Bây giờ Thiên Vũ muốn ưu tiên nó hát trước luôn. Tức là giữa ổ cứng và YouTube sẽ hát song song với nhau. Chúng ta không cần phải tắt phần mềm hay thoát ra thoát vào gì cả, nó rất là hay, nó giống như là sở hữu cái đầu này. Bạn không cần phải lo là thiếu bài hát, luôn luôn có bài hát mới cho mọi người hát. Ổ cứng không có thì YouTube nó sẽ đáp ứng cho mọi người. Mà thường thường nhạc mới thì YouTube nó cập nhật rất là nhanh, ổ cứng sẽ cập nhật sau. Nhưng mà về sau khoảng tầm 1 tuần đến 2 tuần những bài hát mà hot á là ổ cứng nó sẽ có liền. Đó, nó sẽ tự động chạy về. Đó là những tính năng mà rất là hay. Rồi trên SoundCloud nè, mọi người thấy vấn đề là tốc độ. Đó. Rồi bây giờ Thiên Vũ mở thử một bài lay qua net nè. Nè mọi người thấy điều khiển nè. Qua. Nó chạy liền luôn cho mọi người cho coi. Rồi, thì mọi người thấy nó ghi là chữ karaoke nhạc remix không? Đó là nhạc của YouTube đó mọi người. Bây giờ Thiên Vũ sẽ nét qua một bài nữa là bài nhạc cho ổ cứng. Hả? Mọi người thấy không ạ? À? Em lay nhạc nha. Ở cái này của Thúy Nga nên Thiên Vũ sẽ không mở tiếng bài này nha mọi người ha, để tránh trường hợp bị bản quyền nên nó sẽ không cho đăng clip. Rồi đó, ở đây á là những cái nhạc của Thúy Nga Barry by Night có đủ đầy đủ hết mọi người, hình ảnh đẹp, chữ, âm thanh hay. Đó, Thiên Vũ không cần quảng cáo. Rồi bây giờ mọi người thấy là Thiên Vũ sẽ lót bài qua coi tốc độ khả năng lót bài rất là nhanh không nha. Nó lót bài rất là nhanh nha mọi người. Cực kỳ nhanh. Giờ Thiên Vũ lót thêm cái nữa nè, nét qua nè. Đó, thấy chưa? Cực kỳ nhanh luôn. Đó, lót qua nữa nè. Đó. Lót qua nữa nè. Đó, mọi người thấy tốc độ nó rất là nhanh. Rồi, bây giờ mọi người thử, bây giờ đặc biệt phần mềm này khi mà các bạn mà chọn karaoke mà non-stop á thì hình ảnh nó sẽ được nhà thiết kế phần mềm đã tích hợp sẵn cái những hiệu ứng trên màn hình, nó rất là đẹp, nhìn nó rất là đẳng cấp, giống như màn hình LED mà chúng ta vô quán bar hay là vô những phòng karaoke kinh doanh á. Giờ Thiên Vũ sẽ thử một bài đi ha. Bài ok, giờ nè, bây giờ Thiên Vũ sẽ chọn trong đây nè. Ha, Thiên Vũ sẽ ưu tiên ha, giờ chọn thử cho mọi người ha. Rồi bây giờ sẽ cho một bài Đâu Chỉ Riêng Em, Mưa Trên Cuộc Tình remix là Việt Mít không nè, qua sau lao đi. Đừng để anh khóc, hối hận đời là thế thôi nè. Đó, ưu tiên, Thiên Vũ muốn ưu tiên đi nha. Đó, nét qua bài nè, chạy liền luôn nè, quá nhanh. Rồi lên nhạc. We'll be right back.
Mọi người để ý nha, quan trọng là chất âm nữa nha mùi, chứ không phải đơn giản là chỉ là phát karaoke thôi. Âm thanh nó ra từ cái đầu này, những cái đầu này ra rất hay. Nhìn nó rất là rồ và nó rất là chuyên nghiệp, thiên vũ tạm dừng nó đi đó. Thì cái nó đã được tích hợp sẵn rồi. Bây giờ thì như thiên vũ đã giới thiệu thì đó tính năng karaoke mọi người thấy là trải nghiệm chúng ta rất là mượt đúng không, nó rất là tuyệt vời. Nhìn nó màn hình tivi nó sang đó. Cái này những phòng kinh doanh rồi chúng ta xài sẽ không có bị mà gọi là bị bảo hành, không có bị mà khách phàn nàn về thiếu nhạc hay này nọ nữa. Phòng kinh doanh chúng ta xài cái này là bá đạo luôn rồi. Cái chế độ mượt mượt, không bị đơ, không bị lắc, không bị đứng nữa. Và nó tất cả những nhạc trong một cứng, tất cả những nhạc KTV trong một cứng các bạn đều có tính năng tăng giảm tông hết nè mọi người. 100% được tăng giảm tông hết nha, 100% nha, Thiên Vũ tuyên bố là 100% là tất cả đều được tăng giảm tông hết. Đó, quá trời luôn, quá đẹp luôn. Thì cái này Thiên Vũ đã review rồi, nhưng mà có một số tính năng mới, ví dụ như những sắp tới nữa là những cái đầu với những phiên bản ví dụ như là Z10 nè, Z1000 nè, Zido X20 là những phiên bản đó là sẽ có hỗ trợ nâng cấp tính năng là thu âm ghi hình nha. Chúng ta sẽ lấy những phiên bản mà chúng ta bản hát chúng ta nó âm thanh gốc từ cái dàn máy karaoke thu vào cái đầu karaoke này, sau đó chúng ta sẽ tải trực tiếp không dây luôn, hoàn không chúng ta không cần phải đúc USB hay vô để chép cái file mà chúng ta hát, mà chúng ta sẽ lấy cái file đó ở ngay tại cái màn hình chọn bài, hoặc là chúng ta ngay tại cái điện thoại chúng ta luôn, không dây hoàn toàn, rất là nhanh. Cái tính năng này Thiên Vũ sẽ review sau. Chắc chắn tính năng này sẽ trong năm nay sẽ ra. Hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau. Mọi người thấy clip này đánh giá hay và những sản phẩm đầu karaoke hay, đây là top 5 đầu karaoke bá đạo và khủng mà mọi người có thể là không phải là ai cũng biết hết. Thì ở đây là một clip mà quay đơn giản bình thường để cho mọi người có sự trải nghiệm thực tế. Mọi người nếu thấy hay thực tế thì nhớ đừng quên bấm like và subscribe channel Thiên Vũ để xem những video mới nhất, những sản phẩm chất lượng, những cái giá trị mà Thiên Vũ đang mang đến cho khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau.